Thông tin ban đầu vào 14 giờ chiều ngày 2 tháng 11, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy mang biển số 59C1-22051 đến chi nhánh ngân hàng quốc tế VIB nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để giao dịch. Trong quá trình giao dịch, do có xảy ra xung đột cãi vã nên người đàn ông này đã rút ra từ trong người hai vật thể lạ giống lựu đạn khói ném xuống nền nhà, khiến khói bao trùm nghi ngút khắp phòng giao dịch. Sự cố bất ngờ trên đã khiến nhiều người trong ngân hàng hoảng sợ phải bỏ chạy hết ra ngoài. Sau khi gây ra sự cố, người đàn ông trên bỏ đi, khoảng 1 giờ sau quay trở lại ngân hàng trên xe ô tô mang biển số 51F1-36768 và la hét ở bên ngoài. Bảo vệ ngân hàng và người dân đã nhanh chóng khống chế người đàn ông này, bàn giao cho cơ quan công an. Hiện công an quận 9 cùng các bên liên quan đang có mặt để phong tỏa ngân hàng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.